Xin chào tất cả các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Eyebrow MMT ạ. Và ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi vừa thực hiện xong một cái headshot cho một chị khách rất là xinh đẹp, và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị, chị có thể giới thiệu qua cho mọi người đang theo dõi livestream và biết chị tên là gì, chị đến từ đâu không ạ? Em là Trà My, đến từ Hà Nội ạ. Vâng, vậy lý do vì sao mà chị Trà My lại biết đến DK vậy ạ? Cái này là qua bạn bè giới thiệu vậy. Tức là bạn bè của mình đã từng sử dụng dịch vụ tại DK đúng không ạ? Đúng. Và trước khi ngắm nhìn cặp đôi mời máy mới của chị Trà My thì xin mời quý vị có thể quan sát các tình trạng cũ của chị luôn nhé. Vâng, xin mời máy quay ạ. Như chúng ta có thể thấy thì cái tình trạng lông mày cũ của chị Trà My này, phần đầu lông mày và phần đuôi thì bị hụt, và ngoài ra thì dáng lông mày thì không vào dáng. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái vùng lông mày bị mọc ra lởm chởm rất là nhiều. Và nhìn trên tổng thể trên khuôn mặt thì cái cặp lông mày này đã khiến cho cái khuôn mặt của chị nhìn nó không được trẻ trung cho lắm. Và bây giờ thì đây là kết quả cuối cùng sau khi Master One Minh Vương của chúng tôi thực hiện headshot dành cho chị My. Cái công nghệ headshot này là cái công nghệ mới nhất và cũng đang là cái công nghệ mà làm mưa làm gió tại DK và được rất nhiều các chị em ưa chuộng. Như mọi người có thể thấy thì tất cả những cái nhược điểm cũ của lông mày cũ thì đã được chuyên gia của chúng tôi xử lý được hoàn toàn rồi. Như là phần đầu lông mày này, phần đuôi đã được thêm sợi. Và điều đặc biệt là với cái công nghệ mới này thì hầu như là không gây ra bất kỳ một cái tổn thương nào cho da. Đó, và ngoài ra thì bây giờ chị My đã có một cái dáng mày mới hợp với khuôn mặt hơn rất là nhiều, và nhìn chị đã trẻ trung hơn rất nhiều rồi. Và không biết là chị My đã được ngắm nhìn cái cặp lông mày này của mình chưa ạ? Em vừa ngắm rồi ạ. Vâng, và cảm xúc của bây giờ của chị như thế nào ạ? Rất là ưng ý ạ. Vâng, và nếu như mà các chị em, nhất là những cái chị em nào mà có lông mày thưa này, hoặc là lông mày bị hụt, thì chắc chắn thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thông minh. Và như chúng ta có thể thấy thì bây giờ chị My đã có một cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp hơn rất là nhiều rồi. Và cũng rất mong là chị My sẽ ủng hộ DK nhiều hơn nữa chị nhá. Cảm ơn chị rất nhiều. Và nếu như mà các chị em cũng quan tâm đến dịch vụ của DK thì mọi người hãy để lại số điện thoại, hoặc là có thể inbox trực tiếp qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn kỹ càng về dịch vụ cũng như là về những cái chương trình ưu đãi tại DK nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.